Ngày 21 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dịch COVID-19 do virus corona mới gây ra vẫn chưa đạt đỉnh, dù số ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm xuống dưới mức 1.000. Các cảnh báo được ông Tập đưa ra trong buổi họp báo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21 tháng 2 tại Bắc Kinh. Đây là cuộc họp thứ tư của cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc trong vòng một tháng qua. Phát biểu trong cuộc họp, ông Tập nhấn mạnh nhờ các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa ban đầu, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 đã được ngăn chặn hiệu quả ngoài vùng dịch. Số ca nhiễm mới trong và ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm trong những ngày gần đây, trong khi số người được chữa khỏi tăng lên, theo Tân Hoa Xã. Ông Tập nhấn mạnh trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo COVID-19 vẫn chưa tới đỉnh điểm và tình hình phòng ngừa, kiểm soát ở tỉnh Hồ Bắc, thủ phủ Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp. Trưa ngày 21 tháng 2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc buộc phải chỉnh sửa số ca nhiễm nCoV của ngày 20 tháng 2 từ 411 lên 631 ca, sau khi thêm 220 ca từ 3 nhà tù, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 62.662. Ngoài ra, trong ngày 20 tháng 2 có thêm 115 người chết, đẩy số người tử vong vì COVID-19 ở Hồ Bắc lên 2.144, theo Reuters. Cuộc họp cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Vũ Hán tiếp tục các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tăng tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh, tăng cường hỗ trợ nhân viên y tế, phối hợp đồng bộ với các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Bắc Kinh. Trên thế giới, vào lúc 7 giờ sáng ngày 22 tháng 2, tổng số ca nhiễm COVID-19 là 77.294 người, số ca tử vong là 2.252 người và số ca hồi phục là 18.928 người. Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch COVID-19 với 905 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 75.909 và tổng số ca tử vong là 2.237 người. Có tổng cộng 14 người chết vì COVID-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Iran và Italia.